Phụ hoàng, thắng rồi, quân ta thắng rồi. Tốt, tốt lắm. Các vị ái khanh, sau nhiều ngày chinh chiến nơi xa trường vất vả, cuối cùng chúng ta cũng đã thu phục được nước Triệu. Đây quả là một chuyện vui. Chúng thần xin chúc mừng hoàng thượng. Chúng thần xin chúc mừng hoàng thượng. Tốt, tốt lắm. Tối nay ta sẽ mở tiệc ăn mừng cùng các vị đại thần. Còn riêng thái tử sẽ được trọng thưởng 1000 lạng vàng vì đã có công xuất binh ra trận. Con hãy cùng các tướng sĩ và binh lính ăn mừng đi. Đa tạ phụ hoàng đã trọng thưởng. Tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nào, tất cả hãy nâng ly để chúc mừng cho chiến thắng của chúng ta. Chúc mừng hoàng thượng. Chúc mừng hoàng thượng. Chúc mừng hoàng thượng. Hôm nay đúng là một ngày trọng đại. Các khanh hãy thoải mái uống đi. Riêng hôm nay ta cho phép các khanh được say. Chúng thần tạ ơn hoàng thượng. Chúng thần tạ ơn hoàng thượng. Chúng thần tạ ơn hoàng thượng. Các ái khanh, ta có một câu hỏi muốn hỏi các ái khanh. Không biết các ái khanh có sẵn lòng trả lời không? Chúng thần xin sẵn lòng. Thưa hoàng thượng, người cứ hỏi đi ạ. Các khanh cũng đã theo trẫm nhiều năm rồi. Hãy cho trẫm biết, trong mắt các khanh, trẫm có phải là một quốc quân nhân hậu không? Bẩm hoàng thượng, quả là một vị quốc quân nhân hậu ạ. Dạ, đại nhân đây nói rất đúng. Hoàng thượng của chúng ta không phải là quốc quân nhân hậu thì còn ai vào đây nữa ạ? Người đúng là một quốc quân nhân hậu ạ. Các khanh đều cho rằng như vậy sao? Dạ, đúng là như thế ạ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế ạ. Tốt, tốt lắm. Quả đúng là các đại thần trung thành của trẫm, thần lại không cho là như thế. Là ai vừa lên tiếng đó? Chính là thần ạ. Là khanh sao? Tướng quân Trần Hoàng, khanh vừa nói gì? Thần cho rằng hoàng thượng không phải là một quốc quân nhân hậu. Khanh nói sao? Ông ta thật to gan, sao lại dám nói hoàng thượng chúng ta như vậy? Phen này ông ta chết chắc rồi. Bữa tiệc đang vui mà lại. Nếu khanh đã nói như thế thì hãy cho trẫm biết lý do tại sao trẫm không phải là một quốc quân nhân hậu. Thưa hoàng thượng, hôm nay nước ta có đại sự, ai ai cũng vui mừng khi trận chiến đã giành thắng lợi, thu phục được nước Lân Bang. Để lập được chiến công này, biết bao nhiêu binh lính đã phải hy sinh, các tướng quân ra trận cũng chịu không ít thiệt thòi. Trẫm có phải là không biết điều này đâu. Khanh nói ra như thế là có ý gì? Hoàng thượng cũng biết thế. Vậy tại sao sáng nay lúc thượng triều, người lại chỉ ban thưởng cho thái tử mà không phong chức và thưởng cho các tướng quân và binh lính? Điều này, thái tử cũng có công ra trận, nhưng nếu chỉ thưởng cho một mình người thì ba quân sẽ không phục. Bởi điều đó chứng tỏ lòng tự tư tự lợi của người. Thế nên thần cho rằng người không phải là một vị vua nhân hậu. Hỗn sược! Hoàng thượng bất giận. Hoàng thượng bất giận. Hoàng thượng bất giận. Trần Hoàng, người ý mình là đại thần trong triều nên dám cuồng ngôn, nói những lời bất kính với trẫm như thế à? Người đâu, mau lôi hắn ra khỏi cung, cắt bỏ chức vụ và mọi bổng lộc. Ta tha cho người tội khi quân phạm thượng đã là tốt lắm rồi. Ta hoàng thượng ban ơn, thần xin được cáo từ. Các khanh mau đứng dậy cả đi. Bữa tiệc vẫn tiếp tục, các khanh không cần sợ hãi. Tướng quân Lê Nhiệm, có thần. Khanh cũng là một trọng thần của triều đình. Trẫm muốn hỏi khanh, rốt cuộc trẫm có phải là một vị vua nhân hậu không? Khanh hãy nói thật xem. Thưa hoàng thượng,
Ngươi đúng là một vị quốc quân nhân hậu ạ. Vì sao lại như thế? Thưa, bởi phàm là một quốc quân nhân hậu thì bề tôi nhất định cương trực, dám nói ra những suy nghĩ thực của mình. Là sao? Là sao vậy? Tôi không hiểu. Tôi cũng có hiểu đâu. Những lời tướng quân Trần Hoàng vừa nói đều là những lời rất chân thực, xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân, không phải là nịnh hót. Vì thế, chắc chắn vị vua của ông ta là một người khoan dung nhân hậu quả. Hoàng thượng, tướng quân Trần Hoàng đã theo người nhiều năm nay, người chắc hẳn cũng hiểu tính khí của ông ta. Thần nghĩ ông ta dám nói ra những điều như thế cũng là vì tin tưởng ở sự khoan dung của người thôi. Nói hay lắm, Lê Nhiệm. Khanh rất biết cách phân tích, khiến trẫm rất hài lòng. Trẫm đã thẹn quá hóa giận trong chuyện của tướng quân Trần Hoàng rồi. Người đâu, lập tức đón tướng quân Trần Hoàng quay lại, trẫm sẽ phục chức cho ông ta. Hơn nữa, còn ban thưởng 100 lượng bạc vì đã dám nói ra những lời góp ý thẳng thắn với trẫm. Hoàng thượng anh minh, truyền lệnh của trẫm, ban thưởng cho các tướng quân ra trận mỗi người 500 lượng vàng, các binh lính mỗi người 50 lượng bạc vì đã có công trong trận chiến này. Hoàng thượng anh minh, hoàng thượng nhân hậu, hoàng thượng anh minh, hoàng thượng nhân hậu. Chắc là thằng Dũng gọi về đấy. Sao? Con nói sao? Ba ơi, con xin lỗi, nhưng chuyến công tác đột ngột quá, con không thể không đi. Đây là một cơ hội rất lớn. Có việc gì quan trọng hơn sinh nhật của mẹ con sao? Đã 3 năm con không có mặt rồi, giờ mẹ con đã rất yếu và rất mong con quay về. Mẹ yếu lắm rồi sao ba? Ba ơi! Con về rồi à? Dạ vâng, nhưng con chỉ tranh thủ về một lát thôi. Ngày mai con phải đi luôn rồi. Mẹ, con về rồi ạ. Ôi, con trai của mẹ. Ba, muộn rồi sao ba còn chưa ngủ? Con ngồi xuống với ba một lát đã. Vâng thưa ba. Chà, trời đẹp ghê. Nhưng ba à, buổi tối đừng ra ngoài nhiều vì gió lạnh, dễ bị ốm lắm ba ạ. Không phải đêm nay trời rất đẹp và thời tiết cũng rất dễ chịu sao? Con cũng nên thư giãn, ngắm cảnh đi. Con không thường xuyên ở bên ba mẹ, nên ba mẹ nhớ phải giữ sức khỏe. Tuổi trẻ đam mê công việc cũng là cái tốt, nhưng con cũng không nên để bị chi phối bởi những vấn đề về tiền bạc, danh vọng, quyền lực. Dũng này, thế công việc của con dạo này ra sao? Hãy nói về chuyến công tác quan trọng của con ngày mai cho ba nghe nào. Dạ thưa ba, đây quả là một cơ hội lớn ba ạ. Nhất định nó sẽ mở ra một vận may khiến công ty của con phát triển vượt bậc. Còn nếu con không đi thì sẽ thế nào? Sao lại có thể không đi được chứ ba? Công ty phát triển hơn, thành công lớn hơn, sao có thể bỏ lỡ được? Mà nếu được như vậy chắc chắn ba mẹ sẽ tự hào vì con. Lâu lắm rồi ba con mình không đi câu ở hồ ngoài thị trấn nhỉ? Dạ vâng, bây giờ thì chẳng có thời gian nữa. Con có nhớ lần giật cần câu ba bị ngã xuống hồ không? Con nhớ chứ ba. Ba ơi, ba ơi, ra đây với con đi. Chú bướm này đẹp lắm ba ạ. Con chơi đi. Ba nhất định phải câu được một con cá để mẹ làm bữa tối đã. Mãi không có cá cắn câu. Cắn câu rồi, Dũng, con nhìn xem. Cá cắn câu rồi. Ba bị cá câu rồi. Cá câu ba. Khi đó còn hét lên, cá câu ba, cá câu ba. Đúng vậy mà ba, tưởng là ba đi câu cá, thế mà rồi ba lại bị cá câu. Ba chắc là con không nhận ra, nhưng hiện tại con cũng đang bị câu giống như ba khi đó. Con cứ mãi mê với tiền bạc, danh vọng và nghĩ rằng
cần phải săn đuổi nó mà không nhận ra rằng chính con đang bị tiền bạc danh vọng săn đuổi. Giả sử như con sẽ có được hợp đồng mới, công ty của con ngày càng lớn mạnh, rồi một ngày con sẽ chiếm được cả thế giới. Nhưng khi đó ba mẹ không còn nữa, và khi đó dù có khối tài sản khổng lồ, con cũng chẳng thể quay ngược thời gian để thổi nến cùng mẹ. Dạ, nếu không có đêm nay ngồi cùng ba, chắc con còn vô tình phạm phải nhiều sai lầm nữa. Mẹ, chúc mừng sinh nhật mẹ. Cảm ơn mình, cảm ơn con. Mẹ rất hạnh phúc. Món quà hóa giải. Mẹ Tít ơi, ra mà xem tôi vừa tìm được mối cá cảnh đẹp lắm nè. Đâu đâu xem nào. Ui chà, toàn màu lạ nhỉ. Chỗ này chiều tôi mang đi giao cho cửa hàng trên tỉnh thì nhất. Đây, toàn quyền bà quyết định. Tôi đi nghỉ tí nha. Ông bà mình có nhà không đó? Đây đây, có đây. Bố nó đi nghỉ đi, tôi ra xem thế nào. Đã hẹn là hôm nay có cá cánh dơi cho tôi cơ mà. Thật xin lỗi bác, ông nhà tôi á hôm nay vẫn chưa lấy được cá cánh dơi, nhưng có nhiều loại cá khác đẹp lắm. Mời ông vào xem. Đâu, tôi xem nào. À đây ạ, còn treo trên xe đây. Con mèo kia. Con mèo chết tiệt. Trời đất, thế này á thì cá sống làm sao được nữa. Thôi tôi về. Cái con mèo chết tiệt nào, nó vừa cắn chết cả đống cá đây nè. Điên thế chứ lại, bao nhiêu tiền. Cháu chào bà Mai. Nãy giờ bà có thấy con sù nhà cháu không ạ? Sù nào? Là con mèo ông cháu mới mua cho cháu. Nó béo, lông sù, mắt hiếp thịt ấy ạ. Con mèo đấy là của cháu à Liêm. Trời ơi, cháu nhìn đây nè. Xem con mèo quý hóa của cháu làm gì đây. Cháu không biết. À, chạy đi đâu? Bà Mai ơi, bà tha cho cháu. Tha cho cháu? Để mai bà lại mất cả xe cá nữa phải không? Đi, không nói nhiều. Ông Vũ đâu? Ra đây. Ai ồn ào gì thế? Ông xem đi, con mèo hoang nhà ông, nó cắn chết hết xe cá cảnh nhà tôi rồi đây. Có chắc mèo nhà tôi không? Cái xóm này thiếu gì mèo. Đấy, cháu trai ông vừa sang nhà tôi tìm mèo. Nó tả cái con mèo xù, béo hết mắt thì đúng là con mèo cắn cá nhà tôi rồi. Bà làm gì đây hả? Con mèo nó đi đâu ai mà quán được. Giờ ông nói cùng phải không? Ông có đền không thì bảo. Bà về đi, đi mà bắt đền con mèo ấy. Xù à, mày về rồi. Cứ tưởng mày đi mất, lần sau đừng có đi linh tinh nhé. Chính nó còn gì. Mèo nhà ông cắn chết cá của tôi, tôi không để yên đâu. Đồ đáng ghét. Rồi bà cho biết tay. Bà Mai đi đâu vội thế? Nhà ông Vũ thả mèo linh tinh, nó cắn chết cả lô cá cảnh nhà tôi. Tôi bắt đền ông ấy còn nói cùng. Bác bảo thế có được không? Bà hết sức bình tĩnh, kéo mất tình hàng xóm. Tôi chả cần làng xóm gì với cái nhà ông Vũ hết. Bác nói xem ai đúng ai sai. Chẳng ai sai, mà cũng chẳng ai đúng cả. Lỗi tại con mèo. Mà con mèo nó biết gì đâu. Nếu nhà ông ta không nhốt nó lại, cứ mẻ cá nào nhà tôi nó cũng vào phá hết, thì nhà tôi còn làm ăn gì được nữa. Giờ tôi có cách này. Liệu có được không ông? Bà cứ thử đi. À vâng. Ông Vũ ơi, cô Liêm ơi. Ôi, ấy, bà đánh bắt con sù hả? Cháu xin bà, bà đừng bắt con sù đi. Cháu hứa sẽ trông nó cẩn thận. Bà sang có việc gì thế? Nếu để bắt đền tiền cá, tôi đã nói rồi. Không, tôi không sang bắt mèo, cũng chẳng bắt đền gì hết. Đây, cho cô Liêm con cá. Yeah, con cá vàng đẹp quá ông ơi. Sao tự nhiên bà lại... Bà làm thế tôi thấy ái nái lắm. Có gì đâu, lúc trước tôi có hơi nóng nảy làm thằng bé sợ. Thôi thì chuyện ngoài ý muốn thì quên đi. Ông ơi, ông dẫn cháu sang nhà bà Mai mua thêm ít cá ông nhé. Thôi thế cũng được, coi như bù đắp thiệt hại hôm trước cho nhà bà Mai.
Chào ông bà. Hai ông cháu đây à? Cháu nó được bà Mai cho con cá thích quá, đợi ông sang mua một đàn về nuôi đây ạ. À. Ông ơi, cháu thích con đuôi vàng này. Được. Đấy, người ta có thiện chí thế mà chưa gì bà đã làm lên rồi. Cô cho cu liêm con cá, nó khắc xích mèo vào để bảo vệ cá. Đố con mèo nào dám ho he đi đâu, làng xóm lại hòa. Kỷ niệm cũ. Tôi về rồi đây mình ơi. Ba về rồi nè con gái ơi. Ba, ba. Lan, chạy khéo ngã con. Con gái ăn ngoan không? Đã hết bát chưa? Ba, ba mua bim bim cho con không? Ôi, thôi chết. Ba quên mất. Con gái ăn ngoan, chiều ba mua cho nha. Bim bim cơ, bim bim. Thôi nào, ngoan nín đi. Chiều ba nhớ sẽ mua mà. Không, mua bây giờ cơ. Đến giờ cơm rồi, con ăn ngoan rồi ba mua cho nha. Con ăn cơm, ăn bim bim cơ. Chết, sáng anh hứa với con bé đi làm về mua cho nó. Ai ngờ nó nhớ thế, mà cũng tại anh quên mất. Trẻ con mà anh, làm thế nào mà dỗ được nó bây giờ? À, bé Lan ngoan, giờ này không đi mua bim bim được đâu con. Mẹ vừa nhìn thấy con cáo đứng ở cổng nhà mình đó. Đúng rồi, ra đường là bị cáo bắt luôn đó. Sợ lắm. Cáo ăn thịt luôn cả bim bim của Lan nữa đấy, ba nhỉ? Đúng rồi, cáo ăn thịt luôn đó. Thôi, cả nhà mình vào ăn cơm thôi. Con mời ba mẹ ăn cơm. Ừ, miếng thịt gà ngon nhất phần cho bé Lan nè. Đẹp miễn chê. Lan về lúc nào thế hả con? Mẹ, ba đi công tác về rồi hả mẹ? Mẹ nhìn này, ba mua bao nhiêu là quà cho mẹ con mình. Mẹ, ba mua quà cho mẹ nè. Mẹ chưa xem à, đẹp lắm nha. Thế à, thôi, để đó vào ăn cơm đã, muộn rồi con. Vâng ạ. À, ba đâu rồi mẹ? Ba vừa đi công tác về, lại phải tới cơ quan ngay, giải quyết công việc đột xuất con à. Ơ, à, chán thế, cả tháng con chưa được gặp ba rồi. Hay. Con chẳng cần đồng hồ mới cũng được. Con thích nhà mình như ngày trước, luôn vui vẻ, quây quần cùng nhau hơn. Ngõ vắng. Ai sách báo cũ đổi bán không? Ai sách báo cũ đổi bán nào? Lúa, lúa ơi. Ơ, chị Hồng, chưa mua được cái gì à? Ra đây, chị để chỗ sắt này cho. Vừa mua được khách quen đấy. Dạ. Thôi chị à, mãi chị mới mua được, em không lấy đâu. Cô làm sao đấy, lấy đi, xe chị đầy rồi đây này. Thôi chị à, em đi rao chỗ khác kiểu gì chả có khách. Còn bé này, chị để cho cô là chị cũng lấy tiền chứ chị có cho không đâu. Chị... Chỗ này 10 kg, cô đưa chị 40 ngàn là được rồi. 40 ngàn sao được? Em gửi chị 60 ngàn nha. Kìa chị, em không nhận đâu. Thế này đi,
Không tranh cãi nữa. Thôi, chị thấy cũng được rồi. Hai chị em mình về nhập cho đại lý rồi chiều đi tiếp. Dạ được, chị em mình đi thôi. Trời ơi, có sao không? Ui da, đau quá. Trầy hết chân rồi đây này. Chị có miếng dán này, để chị dán lại cho. Cướp, bà con ơi, cướp. Mình biết con hẻm này, nó là con hẻm cục. Cướp, bà con ơi, cướp. Chắc chắn hắn sẽ lộn lại đầu kia, mình sẽ chặn đầu này. Thì bỏ cái túi đi, cứ cố sống chết với nó làm gì. Đúng rồi, bọn trộm cướp manh động lắm, nhỡ nó động chân động tay thì khổ. Em không bỏ, bao nhiêu mồ hôi nước mắt của chị, em không để nó cướp được. Em... Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.